Bản tin Bộ Y tế ngày 25 tháng 6 năm 2022 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 6 đến 16 giờ ngày 25 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới, có 5.239 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo không có ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca. Thông tin về 657 ca nhiễm mới như sau. Không ca nhập cảnh, 657 ca ghi nhận trong nước, tăng 4 ca so với ngày trước đó tại 36 tỉnh, thành phố, có 512 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 169, Bắc Ninh 53, Phú Thọ 45, Yên Bái 43, Lào Cai 34, Thành phố Hồ Chí Minh 27, Quảng Ninh 22, Quảng Bình 21, Nghệ An 21, Hải Phòng 18, Vĩnh Phúc 17, Đà Nẵng 15, Hòa Bình 15, Hà Nam 14, Thái Nguyên 13, Ninh Bình 12, Cao Bằng 12, Thái Bình 12, Hưng Yên 11, Thanh Hóa 9, Quảng Trị 9, Tuyên Quang 9, Nam Định 8, Hải Dương 8, Lâm Đồng 7, Điện Biên 6, Sơn La 5, Lai Châu 5, Khánh Hòa 5, Tây Ninh 3, Vĩnh Long 3, Bình Định 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bình Phước 1, Lạng Sơn 1, Đồng Tháp 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đà Nẵng giảm 32, Bắc Cạn giảm 12, Hà Tĩnh giảm 11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh tăng 53, Hải Phòng tăng 18, Quảng Bình tăng 14. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 677 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.742.891 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.484 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.735.124 ca, trong đó có 9.639.697 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.861, Thành phố Hồ Chí Minh 609.986, Nghệ An 485.510, Bắc Giang 387.719, Bình Dương 383.796. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.239 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.642.514 ca, số bệnh nhân đang thở oxy là 34 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 25 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 1 ca, thở máy xâm lấn 5 ca, ECMO 0 ca. Từ 17:30 ngày 24 tháng 6 đến 17:30 ngày 25 tháng 6, ghi nhận không ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, không ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 39.514.547 mẫu, tương đương 85.824.940 lượt người. Trong ngày 24 tháng 6 có 722.191 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 229.206.194 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 204.190.127 liều, mũi 1 là 71.497.699 liều, mũi 2 là 68.856.714 liều, mũi 3 là 1.509.180 liều, mũi bổ sung là 14.973.042 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 44.266.152 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 3.087.340 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.812.079 liều, mũi 1 là 8.972.179 liều, mũi 2 là 8.613.434 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 226.466 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 7.203.988 liều, mũi 1 là 5.590.914 liều, mũi 2 là 1.613.074 liều.